Em Thảo Hoa Lan xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì hôm nay ngày 28 tháng 10 2018 ạ, là cái hôm chủ nhật đúng không ạ? Và em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả gia đình mình có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Thì hôm nay gia đình em sẽ giao lưu với cả nhà về những cái hàng thuần, hàng kg của em luôn ạ. Và bây giờ thì cả nhà hãy theo dõi nhé. Và số điện thoại của em để liên lạc là 0965 495087, hoặc là số điện thoại Vina dành cho cô chú anh chị nào dùng Vina, đó chính là 0848 626 228. Và bây giờ thì em xin mời cả nhà luôn ạ. Đầu tiên em xin giao lưu với cả nhà, đây chính là kiếm tiên vũ của gia đình em đấy ạ. Ngày hôm nay gia đình em giao lưu với cả nhà là 200.000 một cân rồi ạ. Kiếm tiên vũ là một cái dòng hoa cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và cái dòng này thì rất là dễ thuần rồi ạ. 200.000 một cân. Và tiếp theo đây em xin giao lưu với cả nhà, đây chính là hài về nữ hay còn gọi là thiên hài đấy ạ. Là một trong những cái dòng hoa cũng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và ngày hôm nay em sẽ bán giảm giá xuống còn 100.000 một cân thôi ạ. Ở chỗ này có khoảng tầm 30 cân dành cho 30 cô chú anh chị ạ. Cái dòng này thì chúng ta có thể một cân là chúng ta sẽ có thể được 1 đến 2 chậu rồi đấy ạ. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Và tiếp theo em xin giao lưu với mọi người, đây chính là cái dòng thanh đạm sữa. Hoa thì nó rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và cái dòng thì cũng rất là dễ thuần thôi. Cái đợt vừa rồi thì gia đình em có cả hàng thuần giao lưu với mọi người và cả gia đình thì đã mua ủng hộ hết. Và bây giờ trong vườn thì không còn giỏ nào luôn. Nên là bây giờ thì lại chuyển sang bán hàng kg thôi để phục vụ cho cô chú anh chị ạ. Và cái dòng này thì thuần thì ok lắm. Nên là cả nhà nếu mà chưa có cho mình một giỏ thanh đạm sữa thì hãy sưu tầm cho mình một giỏ thanh đạm sữa đi ạ. 100.000 một cân thôi ạ. Và hóa đơn trên 150.000 thì em mới gửi hàng nhé cả nhà nha. Và tiếp theo đây chính là ngọc thạch hai màu, đây chính là ngọc thạch hai màu đấy ạ. Ngọc thạch đây gọi là ngọc thạch Lào nữa. Gia đình em bán giao lưu với cả nhà giá là 160.000 một cân. Ngày hôm nay giảm giá cục bộ luôn đúng không nào? Để xả hết hàng, sau đấy là em sẽ nhập hàng mới phục vụ cho cả nhà. Và những cái hàng này thì vẫn còn rất tươi đúng không ạ? Và tiếp theo đây chính là sơn thủy tiên, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Bởi vì cái độ đẹp của bông hoa đó chính là hoa vàng họng nhung, một cái mặt hoa tâm linh đúng không ạ? Mắt đen, người ta hay gọi là mắt đen ạ, bởi vì họng của nó là nâu đen đấy ạ. Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và gia đình em thì lúc nào cũng về một lô là phải về nhiều để cho phục vụ cho cả nhà mình. Vì là cái số lượng mà cô chú anh chị lấy thì rất là nhiều luôn đấy ạ. Cái dòng này thì phiên ngày hôm nay em bán giảm giá còn có là 230.000 ạ. 230.000 một cân nhá. Tiếp theo đây chính là đùi gà tròn, là một trong những cái dòng hoa được mệnh danh là hoa đẹp đúng không ạ? Gia đình em thì cũng giao lưu với cả nhà rất nhiều giỏ đùi gà đúng không nào? Tuy nhiên rằng là ngày hôm nay thì hôm nay là có khoảng tầm mười mấy cân để em giao lưu với cả nhà, hàng kg thôi. Và em bán là 200.000 một cân thôi ạ, đùi gà tròn nhé cả nhà nhé. Và đây ạ, đây chính là địa lan hồng hoàng, một trong những cái dòng hoa cũng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và nó có cái mặt bông thì hơi giống với địa lan trần mộng được không nào? Gia đình em bán giao lưu với cả nhà chỉ có là 180.000 một cân thôi. Và bên này đây là hạc vĩ, là một trong những cái dòng hoa sai và được nhiều cô chú anh chị yêu thích. Bởi vì là cái độ đẹp của nó và cái độ sai hoa của nó rũ rượi luôn ạ. Gia đình em bán với giá là 180.000 một cân thôi ạ. Và bên trên này đây em xin giao lưu với cả nhà, đây chính là hoàng thảo tam bảo sắc, một trong những cái dòng hoa đẹp được nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và gia đình em bán giao lưu ngày hôm nay là 250.000 một cân. Và ở bên trên bên cạnh này đây là có khoảng tầm 4 cân u lồi. Em bán với giá chỉ có là 290.000 một cân thôi nhá. Tiếp theo vẩy rồng bác đẹp là một trong những cái dòng hoa rất là dễ thuần đúng không ạ? Đó, cái dòng này dễ thuần lắm. Nên là gia đình em vứt đâu nó không thấy sống ấy, chỉ cần nẹp nó vào giớn hoặc là vào gỗ là nó sống à. Đấy, trồng dễ nhất luôn. Vẩy rồng này ngày hôm nay giảm giá còn có 130.000 ạ. Hoa màu vàng rất xinh luôn. Nói chung là ngày hôm nay thì hàng nào cũng tươi đẹp. Và đây chính là hạc vĩ bắc, là một trong những cái dòng hoa được nhiều cô chú anh chị yêu thích. Em có cả hạc vĩ Lào và hạc vĩ bắc đúng không ạ? Riêng cái mặt hàng hạc vĩ Lào thì em không giảm giá được đâu ạ. Em vẫn bán là 300.000 một cân ạ. Hạc vĩ Lào là 180.000 một cân nhá. Và tiếp theo đây chính là hoàng lạp đấy ạ. Hoàng lạp gia đình em bán giao lưu với cả nhà là 150.000 một cân ạ. Cái dòng này thì
là cái dòng bậc thấp của Sơn Thủy Tiên ạ. Còn Sơn Tuyên là bậc cao của Hoàng Lạp được không ạ? Hoa của nó màu vàng, họng vàng cũng rất là xinh đẹp luôn ạ. 150.000 một cân. Em có hai chậu hài dâu đấy ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ giao lưu với cả nhà. Hài dâu này thì em bán với giá là 280.000 một chậu. Đó, 280.000 một chậu này. À, chậu bên này bé hơn thì em bán 250, còn chậu bên này em bán 280 này, chậu bên này to hơn. Và đây là những cái chậu mạc xuân của gia đình em, hay còn gọi là mạc quân tử đúng không ạ? Gia đình em bán giao lưu với cả nhà giá là 300.000 một chậu, đã bao gồm cái chậu sứ ở bên dưới. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là những cái giỏ kiếm lô hội của gia đình em để giao lưu với cả nhà đấy ạ. Em bán chỉ có là 500, bán là 200.000 một chậu ạ. Nếu mà cả nhà muốn lấy cái chậu sứ ở bên dưới này thì tính thêm 20.000 thôi. Và vì là nhiều nơi bưu điện dạo này rất là làm việc rất là ẩu đúng không ạ? Nên là em, cô chú anh chị nếu mà lấy cả chậu mà vô tình mà nó bị vỡ chẳng hạn, hay là bị làm sao thì cả nhà hãy mua một cái giỏ ấy, hoặc là một cái bình ấy mọi người đặt vào, và chúng ta trồng ở trong nhà cũng được ạ. Đó, đặt ở trong nhà cũng được. Cái dòng này thì trồng rất là dễ thôi. Đó, rất là dễ luôn. Tiếp theo ngày hôm nay em đi vào trong chỗ anh em dân tộc Dao, em lấy được hai cái chậu, hai cái giỏ nguyên bản đấy. Đấy. Cái dâu, cái rễ của nó dài giống như là dâu ông bụt luôn rồi đúng không ạ? Gia đình em bán đây có hai giỏ này. Đấy, giỏ này là em bán là 380.000, gồm có 3 cây. Được cái rễ của nó thì rất là sung. Đó. Cái lá của nó thì ở trên rừng về xong nó bị làm sao rồi, chứ không có vấn đề gì cả. Vẫn được, hoa vẫn nở bung bét luôn. Em bán hai giỏ đều là 380 này. Đấy, giỏ này cũng thế này. Dâu rễ nó rất là dài luôn rồi đây. Và tiếp theo em xin giao lưu với mọi người về những cái, về cái chậu cáo này. Đây là chậu cáo số 1, em bán 450.000 đây. Chậu này thì em trồng vào khúc gỗ này. Trồng vào khúc gỗ 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây, 450.000 này. Và cái chậu này thì nó xanh tươi hơn, bởi vì trồng lâu hơn nữa mà. Em bán 550.000 đây. Cũng trồng vào gỗ nốt. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây đấy ạ. 550.000. Và em tiếp theo em có một giỏ số 4, anh bán 200.000 đấy ạ. Có một cây đây. Có một cây bên này nữa nhưng mà nó bị tèo rồi. 200.000 chậu này. Cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại 0965 495 087. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ em và ấn vào chữ xem trước ở trên Facebook. Hoặc là kết bạn Zalo với em. Nếu mà cả nhà chưa biết thì cái mặt bông của hoa nào thì có thể là inbox cho em, và em sẽ gửi mặt bông cho cả nhà xem luôn. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đây ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.